Hello mấy chị, hổng gài á, em nghe người ta nói cái mấy cái vụ xâm đất gì mà tao nói ăn mà người thì nói ngon, người thì nói giống củ sắn này kia kia nọ, thì em có mua nè, em có mua mà em gọt thử hai củ ăn chơi thôi, em ăn cái rồi em giới thiệu cho. Mà cái này nè cũng không phải là dễ có đâu nha, cái này phải đi chợ mua mới có nha mấy chị, ngồi ở nhà là không có đâu nha. Hả? Khúc này hơi lạc mấy chị không cảm, khúc này hơi lạc em ăn khúc này. Đợi em cái, em cắn cái mà không biết gì hết trơn.